Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về kể từ nay lỡ khóc lỡ cười. Tại vì cái năm con rồng này á mà bắt đầu mà vô tới nửa năm rồi đó thì á, coi như là nó lỡ khóc lỡ cười đó các bạn. Tức là mình vừa vui vừa buồn cũng như mình thấy rằng là có hạnh phúc nhưng mà nó không thấy có nhà cửa của cải tiền tài vật chất gì đó rồi cái tự động nó bị tiêu tan tức là mình lỡ khóc lỡ cười trong cái năm mà con rồng này cho nên tiết già chia sẻ vì rất có nhiều người gọi là gì ngủ không yên nữa nè vì lo nhà sập đất lỡ hết nắng hạn thì tới mưa dông tại vì cái năm nay nó phải chịu như vậy đó các bạn cho nên trần giang hứng chịu những cái cơn bão mà nó thình lình luôn những nơi nào mà giống như là hả bán thức ăn mà muốn làm giàu thì phá sản coi như là vì khách ăn ngộ độc đó các bạn thấy không thì bây giờ nếu như mình muốn được bình yên thì mình bước tới đường tu Tiếp già chia sẻ rất là dễ luôn nó mình tu tại gia rồi mình cũng như là ở nhà rồi mình cúng lại ngày đêm ăn chay niệm phật gì đó tùy theo cũng như là các bạn chọn cũng như cho nó phù hợp với là cái hoàn cảnh gia đình của các bạn tại vì cái thời mạt pháp này nó có tới 84.000 pháp môn để cho các bạn tu cho nên miễn sao các bạn tu là được rồi bây giờ các bạn quý hôn là chị đã được bình yên hạnh phúc đối với những gia đình nào có con em nè hoặc là ông bà cha mẹ có tu thì coi như là mới có đức thì cái này ai cũng biết hết rồi đúng không các bạn nó đức năng á, thì thắng số trong cái thời kỳ mạt pháp á. hả mạt pháp mà nó đang đi vào chấm dứt nha các bạn chứ không phải là thời mạt pháp đâu nó cũng như đi vào chấm dứt á. cho nên các bạn thấy những cái chỗ mà nó cháy nổ những cái chỗ nó thiêu rụi nó những cái chỗ mà nó sụp đất á, thì các bạn thấy là bây giờ là nó đang đi vào chấm dứt rồi cũng như là vì hiện nay á, cơ đã lộ hết rồi đó các bạn các chư Phật từ đây lựa tuyển coi ai là Đức Hạnh Hiền Từ vì thấy trần thế hãy còn lưỡng lự muốn tu mà còn hỡi trần chờ tại vì các bạn biết không có những cái trường hợp như thế này nè để tôi cả chia sẻ ví dụ như mình có con còn nhỏ nè mà mình lấy chồng không có hạnh phúc đúng không một cái ví dụ như thế là mình làm sao bây giờ không lẽ mình bỏ chồng bỏ con đi tu thì bây giờ mình âm thầm ở tại gia vẫn sống với chồng sống với con bình thường nhưng mà các bạn tu tại gia nó để nó quá giải nghiệp của mình tại vì mình đến cái mặt trần gian này á là coi như là mình rất nhiều mà nghiệp xưa mà mình không biết đó các bạn cho nên nhiều khi á, mình muốn tu mà mình cứ lưỡng lự hoài à mình trông chờ cho con mình lớn đúng không hồi xưa đó là tiết già coi như là muốn tu sáng sớm đó là phải thức dậy nấu ăn cũng như là cho chồng cho con tại nhật bản nha các bạn trời lạnh như cắt luôn nó nhưng mà vừa thức dậy á thì mình cúng lại tùy theo cái gia đình mà cái hoàn cảnh của mình 5 phút 10 phút 7 phút 2 phút 1 phút gì cũng được hết đó các bạn miễn sao có tu là được đó các bạn rồi dần dần các bạn biết không những cái khổ đau mà những cái mà nó à, giống như nghiệp chướng á, nó nghịch cảnh nó đi theo mình nó không biết nó đi đâu mất tiêu luôn đó các bạn dần dần coi như là nó biến mất hết luôn đó là tiết già chia sẻ để các bạn muốn tu mà còn hỡi chần chờ không có chần chờ nữa ví dụ như ông chồng có chửi hay là hả bà vợ mà có ngoại tình đi nữa hay là vợ mắng chửi đi nữa các bạn cứ trong tâm niệm nam mô a di đà phật như vậy là từ từ các bạn cũng được quá giải đó các bạn vì con đường trong gai khổ não á, nơi trần tục á, là nó bắt đầu nó vô năm con rồng nha các bạn thì các bạn thấy từ đầu năm tới bây giờ rồi đó lỡ khóc lỡ cười là tại sao tại vì danh với lợi của tiền quyền tước thấy trần thế ai ai cũng ước các bạn thấy không cái lý do này á là tại vì mình vô minh mình không biết hồi xưa tiết già cũng vậy thôi cũng là vô minh lắm các bạn không có biết nhiều khi mình thấy cũng như là người ta sao mà tài giỏi quá người ta giàu có quá người ta chức vụ quá người ta học cao quá đó rồi tiết già cũng ráng cố gắng nhưng mà các bạn có thấy rằng cái sự cố gắng của mình một khi mình thiếu tu mình không đủ phước duyên thì cái sự cố gắng của mình coi như là nó mỏng manh nó không có đạt được kết quả bao nhiêu hết có nhưng mà nó rất là mỏng manh các bạn ơi tại vì cái thời gian mà hạ quý báo mà mình còn được mang cái xác phàm này thì coi như á, mình không biết rồi mình ao ước quyền thế danh vọng cho nên nó cái kỳ này nó lỡ khóc lỡ cười luôn ví dụ như là mình đang nằm trong một căn biệt thự một căn đền đài gì đó tiền tỷ gì đó giàu có gì đó mình ví dụ như vậy nha rồi mình nó không có tìm đến Phật pháp để hành thì khi mình hết phước rồi thì mình cũng như là nằm co ro, mang những cái căn bệnh hiểm nghèo khổ đau. Nó còn những vị tu hành á tuy ngồi dưới gốc cây nhưng mà tâm an vui không sợ mất, bởi vì các vị đâu có tài sản đâu mà sợ mất. Còn mình thì rầu lo sợ cũng như là sụp đất, sụp nhà, sụp cửa, không có nhà cửa ở rồi sợ giống như là hả không có được giống như là hệ danh lợi tiền tài để sống trên thế gian này mình phải có thiệt là nhiều tiền người ta mới nể mình cứ nghĩ gì không đó các bạn cho nên tiết già bị sai lầm mấy chục năm nay mà tiết già mới vừa thoát ra được cho nên tiết già chia sẻ để các bạn cũng như là cùng tiết già tu chốn rừng tòng ngồi chịu nắng xương tìm đạo lý hiến cho trần thế đó là cũng như là những cái câu này là nói ngày xưa Phật Thích Ca đó các bạn các ngài cũng như đã chịu nắng xương nè tìm đạo lý mà phổ độ cho nhân loại kỳ cuối cũng như là hả các ngài không có giảng pháp giảng đạo nó mà các ngài thực hành và hành động hằng ngày coi như là lặp đi lặp lại như vậy để cho mình nhìn thấy nó những cái đạo lý những cái chân lý của con đường tu học thì các ngài nói rằng chúng ta ở trong nhà nè có đầy đủ tiện nghi nè mà còn nói chưa đủ nữa các bạn thấy có người cả chục đôi giày cả mấy chục cũng như là bộ đồ bốn năm ba bảy chiếc xe hơi các bạn thấy không mà coi như vẫn còn thiếu họ còn đi mua đi sắm nữa sống trong nhung lụa mà vợ con đau ốm nè tai nạn chồng chất thì lúc này mình tìm đạo lý không có kịp nha các bạn. Đó là tiết gia dạ học và chia sẻ. Còn các ngài á không khuyên mình cũng như là đội nắng theo các ngài đúng không? Các ngài chỉ khuyên mình dù ở tại gia cũng phải ráng giữ cũng như là đủ năm giới. Đó hiện nay coi như là sư minh tệ, hằng ngày đều nói coi như dù các bạn ở tại gia cũng phải ráng giữ cho được năm giới đó các bạn cũng như chúng ta lấy giới lực để làm cái sườn nhà để dựng lên cái mái ấm chứ nếu như chúng ta muốn coi như có một cái mái ấm nó một cái mái ấm mà gọi là hạnh phúc thật sự thì chúng ta không có cái sườn làm sao mà dựng lên được cái mái ấm rồi lấy giới lực á, là làm thầy để tôn sư học đạo chứ bây giờ mình cứ tầm sư học đạo trong cái thời mạt pháp này Tại vì nó có tới 84.000 pháp môn lận Cho nên mình nhiều khi mình không biết mình học cái môn nào luôn Đúng không các bạn? Nó rất khó cho chúng ta Cho nên Tiết Già chia sẻ Lấy giới lực làm thầy tôn sư học đạo Không có cần phải suy nghĩ nữa Lấy giới lực là để nghiêm khắc nè ngăn ngừa Bảo thân này tránh hết những nghiệp ác Nó đơn giản vậy đó các bạn Khi chúng ta đã giữ được năm giới cấm của nhà Phật rồi thì coi như là chúng ta tránh rất là nhiều nghiệp ác đó các bạn vì gây nghiệp ác mà sắp tới đây coi như là lỡ khóc lỡ cười rồi còn tiếp tục nè những cái cơn mà dịch bệnh nó đưa tới coi như là thình lình luôn đã xuống trần thì không ai mà gọi là tránh khỏi hết đó các bạn bệnh với tử từ kim chí cổ xanh với già hai chữ hoài hoài đức thích ca xưa ở lâu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo nói chung là hả mình hiểu được tứ khổ của trần gian thì mình mới tầm đạo chứ nếu như mình xuống trần gian này mình không có sanh lão bệnh tử thì chắc chắn là không cần tầm đạo chi sống khỏe luôn sống đời đời luôn nhưng mà tại vì cái sanh tử bệnh lão này Cho nên nó, nó đến hoài hoài luôn Cho nên hả mình muốn coi như là tránh khỏi sanh tử bệnh lão Nó đưa đến coi như là cái thân phàm của mình khổ đau Thì coi như mình hả tu tập tại gia nó quá dễ đúng không các bạn nó Rồi Ngài cũng như là nghiệm tứ khổ Mà Ngài tầm đạo rồi Ngài lo tu tịnh mặc ai khinh ngạo nó ai khinh ngạo ngài cũng được chê ngày mặc áo giá dai mặc áo cũng như là nhiều mảnh rồi hả ngài hả cứ tu lo tu tỉnh mặc cho người đời chê bay rồi có khi đánh đập à, chửi mắng sỉ nhục đủ kiểu hết luôn đó các bạn nói chung là hả ai bước vào đường tu cũng bị cái cũng như cái sự thử thách đó, đó các bạn cho nên nếu như các bạn nào bước tới đường tu mà lỡ có những cái thử thách tới á, thì các bạn ráng vững tâm để vượt qua chứ đừng có cũng như là các bạn hạ đối phó trả lời hoặc là các bạn giống trả thù thì coi như là dễ bị rớt lắm á các bạn bài chia sẻ này á, là để làm động lực cho các bạn tu hành tinh tấn video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo